Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hòa thỏa thuận không bao giờ cãi nhau trước mặt con gái. Lý do vì sao? Lâm Tâm Như mới đây đã chia sẻ về những quy tắc chung mà cô tuân thủ trong cuộc hôn nhân của mình. Một trong số đó là cô và chồng không cãi nhau trước mặt con. Được tổ chức từ thiện Love is King 888 mời tham gia chương trình tiếp cận về bạo lực gia đình của tổ chức Phụ nữ Hiện đại, nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất Lâm Tâm Như đã có chuyến thăm riêng tới một nạn nhân của bạo lực gia đình và các con của cô. Trong tâm sự và chia sẻ của mình, Lâm Tâm Như cho biết cô và Hoắc Kiến Hòa thỉnh thoảng có xung đột và cãi vã và cô cho rằng cãi vã không hẳn là điều xấu. Theo Lâm Tâm Như, cãi vã thực sự có thể giúp cải thiện mối quan hệ. Tuy nhiên, vấn đề là bối cảnh cho những xung đột ấy. Bạn phải chọn đúng địa điểm và thời gian để cãi nhau và nhất định không được làm điều đó trước mặt bọn trẻ. Lâm Tâm Như nói, ngay cả khi đó chỉ là cãi vã ồn ào, chúng ta nên tránh làm điều đó khi có sự hiện diện của trẻ em. Ngôi sao người Đài Loan cũng nói thêm rằng, các cặp vợ chồng nên tránh nói chuyện với nhau bằng giọng nói lớn tiếng và xung đột, bằng hành động cơ thể là điều tuyệt đối không nên làm. Lâm Tâm Như cho rằng, chỉ cần chứng kiến một hoặc hai cuộc xung đột giữa bố mẹ cũng đủ ảnh hưởng đến tâm lý lũ trẻ. Theo cô, khi chứng kiến bố mẹ mình như vậy, bọn trẻ có thể thắc mắc tại sao bố mẹ mình lại cãi nhau hoài vậy. Và khi bước vào tuổi trưởng thành, chúng có thể phản chiếu những hành vi này và đối xử với bạn đời của mình theo cách tương tự. Nữ diễn viên nói thêm, làm gương là rất quan trọng, tất cả chúng ta nên cố gắng hết sức để trở thành một hình mẫu tốt bằng cách kiểm soát tính khí của mình. Lâm Tâm Như tin rằng, với sự nhạy cảm của trẻ em, chúng có thể cảm thấy mọi thứ không ổn khi người lớn dành cho nhau bờ vai lạnh lùng. Chúng có thể thắc mắc tại sao bố và mẹ không nói chuyện với nhau hoặc không dùng bữa cùng nhau, có thể bắt đầu lo lắng và thậm chí có thể trách móc bản thân. Vì vậy, Hoắc Kiến Hòa và cô sẽ chú ý đến những chi tiết như vậy trong cuộc sống hàng ngày. Cô tổng kết trong chia sẻ của mình, tính cách của mỗi người khác nhau, chắc chắn sẽ có chuyện không vui. Khi cảm thấy muốn bùng phát, mỗi người có thể cố gắng lùi lại một chút vì các bạn sống chung dưới một mái nhà, nên đó thực sự không phải là vấn đề lớn. Hoắc Kiến Hòa và Lâm Tâm Như kết hôn vào năm 2016. Năm 2017, cặp đôi chào đón sự xuất hiện của con gái cá heo nhỏ. Cả hai khá kín tiếng trong chuyện gia đình, cũng không chia sẻ hình ảnh dung mạo của con trước truyền thông. Trước đó, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hòa đã tổ chức sinh nhật cho con gái đầu lòng. Cặp đôi đã đặt riêng một nhà hàng với lời chúc Amelia Happy Birthday. Amelia là tên tiếng Anh của con gái cặp diễn viên nổi tiếng. Những hình ảnh được chụp lại cho thấy con gái của Lâm Tâm Như đã khá cao lớn. Cô bé có mái tóc đen dài. Nàng Hạ Tử Vi cũng luôn thể hiện tình cảm với con, luôn vuốt má cưng chiều và nở nụ cười hạnh phúc. Sina đưa tin, không chỉ có những người thân trong gia đình họ hàng, mà còn có cả những người bạn học cùng lớp với bé cá heo nhỏ cũng đến chung vui. Cô bé được khen ngợi rất hòa đồng, vui vẻ và năng động, được mọi người yêu mến. Sau bữa tiệc sinh nhật, nữ diễn viên của Hoàng Sơ Cách Cách còn gửi tặng các khách mời những món quà nhỏ. Hoắc Kiến Hòa cũng bận rộn chào hỏi người thân, các khách mời và chụp ảnh cùng mọi người. Theo Sohu, bữa tiệc sinh nhật vô cùng sôi động, trang trí như một lễ hội, tổng chi phí cho bữa tiệc khoảng 50.000 đài tệ, khoảng 2.000 đô la Mỹ. Đối với cặp vợ chồng nổi tiếng, đây có thể không phải là một số tiền lớn, nhưng cũng là một khoản tiền không nhỏ. Trong showbiz, Lâm Tâm Như vốn được biết đến là bà mẹ cưng chiều con gái. Có bố mẹ là đại gia ngầm nổi tiếng trong làng giải trí, nên con gái cưng của cặp đôi cũng sống trong nhung lụa từ nhỏ, được nuôi lớn bằng hàng hiệu và những món đồ đắt đỏ. Bản thân nàng Hạ Tử Vi cũng từng bị chỉ trích khi mua hàng hiệu cho con khi bé mới 3 tuổi. Nữ diễn viên xứ Đài đã mua cho con túi sách và ba lô trẻ em thuộc hàng hiệu, những mẫu mới nhất từ các thương hiệu lớn. Cô cũng từng gây xôn xao khi để lộ hình ảnh cho con ăn cháo vì cá mập trong chiếc bát mạ vàng. Cùng đó, trong dịp sinh nhật mỗi năm của con gái, Lâm Tâm Như cũng tặng con các món đồ nữ trang đắt đỏ. Cô từng tiết lộ gia tài nữ trang làm của hồi môn cho con gái có trị giá gần 300 tỷ đồng.